Dự báo trong năm 2024, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm mới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tham mưu xây dựng và triển khai các phương án kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó tiếp tục tập trung xử lý đối với lái xe vi phạm quy định là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nguy cơ ùn tắc giao thông, tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đã phân cấp quản lý và được giao tuần tra kiểm soát giao thông đầu các nguồn hàng, mỏ vật liệu, nhà máy. Tập trung vào một số vấn đề, đó là phải thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc, triệt để cái chỉ thị số 23 của Ban Bí thư và chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải thực hiện cái chương trình hành động số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cái kế hoạch 897 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ vận tải trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024, phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, chấp hành các quy định của pháp luật, sự chỉ huy điều hành kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông ra quân dịp đầu năm là khiến cho dân chúng là cảm thấy rất là tin tưởng, vì dịp Tết là rất nhiều cái cuộc vui hội họp và anh em cuối năm đầu năm rồi sẽ uống rượu bia lái xe thì rất là nguy hiểm cho những bản thân mình và cho những người tham gia giao thông. Vì vậy là theo tôi thì điều đó rất là cần thiết. Năm 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phát hiện để kiến nghị khắc phục kịp thời các bất hợp lý về tổ chức giao thông, các tuyến giao thông phức tạp, các điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Huy động cả hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó phải có sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân. Và lực lượng nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông phải huy động tối đa lực lượng phương tiện và các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào công tác tuyên truyền để dân nâng cao ý thức cho quần chúng nhân dân, xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn và thân thiện. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông và hạn chế tối đa những hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông, rất cần sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành chức năng, sự chung tay và hưởng ứng tích cực của cả cộng đồng, nhất là ý thức tự giác, tinh thần thượng tôn pháp luật của mỗi người khi tham gia giao thông.